Trên thế giới, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra kỷ nguyên mới cho lĩnh vực ICT. Doanh thu dịch vụ số tăng trưởng ấn tượng trong vài năm qua, áp đảo các dịch vụ kết nối với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm lũy kế gần 20%, tốc độ tăng gấp 7 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu. Tại Việt Nam, các nghiên cứu cũng đã dự báo sự chuyển dịch của lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông từ nay đến năm 2020. Dịch vụ di động, dữ liệu di động tăng trưởng bình quân khoảng 35% một năm, dịch vụ thoại giảm 15% một năm. Dịch vụ Pay TV, nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng trưởng bình quân 11% một năm, dịch vụ video theo yêu cầu tăng trưởng bình quân 23% một năm. Dịch vụ cố định, băng rộng cố định tăng trưởng 5% một năm, trong khi thoại cố định giảm 6%. Doanh thu dịch vụ FTTX sẽ tăng từ 70% lên 90% trong tổng doanh thu dịch vụ cố định. Dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khu vực, tương tự như tại Ấn Độ và Trung Quốc. Lĩnh vực tài chính và khu vực công sẽ chiếm 30% tổng số chi tiêu dành cho công nghệ thông tin. Nằm trong xu thế phát triển của lĩnh vực ICT Việt Nam, VNPT tất yếu phải xây dựng một chiến lược phát triển mới để khẳng định vai trò, vị thế của một tập đoàn công nghệ quốc gia chủ lực của Việt Nam tham gia vào xây dựng chính quyền số và nền kinh tế số. Để muốn lo tương lai chúng ta thì chúng ta phải biết môi trường đang hoạt động kinh doanh của chúng ta mà chúng ta đang hoạt động ở trong có những cái bối cảnh hoạt động như thế nào. Thì báo cáo đồng chí thì chúng ta cũng phải không phải chỉ cứ đề ra chiến lược mà chúng ta máy móc thực hiện, mà đề ra chiến lược chúng ta phải linh hoạt, thường xuyên cập nhật, thay đổi các khuynh hướng để điều chỉnh đoàn tàu của chúng ta đi cho đúng hướng. Và để thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta cần phải xác định rõ cơ hội và thách thức, nhìn thẳng vào những điểm mạnh, điểm yếu của VNPT. Điểm mạnh của VNPT: giàu kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực viễn thông, cơ sở hạ tầng và mạng lưới bao phủ toàn quốc, sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ chính phủ, quan hệ tốt với khu vực công của Việt Nam, đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Điểm yếu: thiếu sự khác biệt rõ ràng cả về thương hiệu và sản phẩm, quy trình nội bộ kéo dài, thiếu công cụ mạnh tiếp cận thị trường, thiếu lực lượng lao động công nghệ thông tin có tay nghề cao, thương hiệu VNPT không được biết tới bên ngoài thị trường Việt Nam. Cơ hội cho VNPT: tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường công nghệ thông tin cùng với nhận thức cao về IT trên toàn quốc, tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường di động với nhu cầu thay đổi từ thoại sang dữ liệu và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao, chính phủ thúc đẩy lĩnh vực ICT phát triển. Thách thức đối với VNPT: nhiều nhà cung cấp dịch vụ quốc tế đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam như Time.com, Singtel. Hạ tầng băng rộng quang đang thay thế hạ tầng cáp đồng, trong đó các nhà khai thác tư nhân nước ngoài có tốc độ triển khai hạ tầng nhanh hơn. Thị trường di động Việt Nam chủ yếu vẫn là thị trường trả trước và có tỷ lệ rời mạng cao. Việc triển khai dịch vụ chậm có thể làm mất thị phần nhanh chóng. Trải qua gần 2 năm chuẩn bị, nghiên cứu xây dựng thông qua các hoạt động truyền thông, đào tạo, tổ chức khảo sát trong nội bộ và ngoài nước, đến nay, chiến lược phát triển VNPT 4.0 đã chính thức được Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt để triển khai. Chiến lược VNPT 4.0 xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu chiến lược. Tầm nhìn: trở thành nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số và dẫn dắt chương trình kỹ thuật số quốc gia. Trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành trung tâm dịch vụ số Digital Hub của châu Á vào năm 2030. Triết lý: khách hàng là trung tâm, chất lượng được cam kết, hiệu quả là thước đo. Sứ mệnh: cung cấp hạ tầng số và trải nghiệm khách hàng cho khách hàng và đối tác ở đẳng cấp toàn cầu, giữ vai trò chủ đạo tại Việt Nam trong cách mạng số, tham gia vào xây dựng chính quyền số và nền kinh tế số tại Việt Nam, trở thành trung tâm dịch vụ số của châu Á, tôn vinh các giá trị đích thực của nhân viên trong môi trường kinh doanh mới. Mục tiêu chiến lược: doanh thu tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2016, chủ yếu dựa vào tăng trưởng dịch vụ số và công nghệ thông tin. Cụ thể, cơ cấu doanh thu dịch vụ số chiếm khoảng 30% tổng doanh thu. Chuyển đổi kỹ thuật số tạo lợi thế cạnh tranh của VNPT. Yêu cầu trách nhiệm và sự hiệp lực của các đơn vị trong toàn tập đoàn hướng tới khát vọng và mục tiêu chung. Với những mục tiêu này, chiến lược VNPT 4.0 đã vạch ra những nội dung cần chuyển dịch chiến lược, cụ thể: sáp nhập, mua lại và mở rộng kinh doanh quốc tế, doanh thu quốc tế chiếm 20% vào năm 2025. Chuyển dịch phân khúc khách hàng doanh nghiệp với khách hàng cá nhân, doanh thu khách hàng doanh nghiệp chiếm 44% vào năm 2025. Chuyển dịch mạnh mẽ các dịch vụ truyền thống sang dịch vụ số. Chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đơn lẻ sang mô hình line, hybrid. Chuyển dịch mô hình xây dựng năng lực từ tự xây dựng sang kết hợp tự xây dựng và hợp tác mua ngoài. Chuyển dịch mô hình tổ chức từ phức hợp
sang mô hình nhà máy sản xuất, chuyển dịch sang kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0. Để thực hiện lộ trình chuyển dịch đó, VNPT 4.0 vạch rõ 10 chương trình chiến lược thành phần với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh cho VNPT. 1. Dẫn dắt các chương trình số quốc gia. 2. Củng cố kinh doanh dịch vụ viễn thông cốt lõi. 3. Gây dựng và phát triển số tiêu dùng. 4. Tăng trưởng kinh doanh số doanh nghiệp. 5. Xây dựng tổ chức lấy khách hàng là trung tâm. 6. Phát triển hạ tầng thông minh, sẵn sàng cho tương lai. 7. Hiệp lực và tối ưu hóa chi phí trong phạm vi toàn tập đoàn. 8. Xây dựng cơ chế quản trị rõ ràng và chuyển đổi các quá trình nội bộ. 9. Phát triển thông qua hợp tác, mua bán, sáp nhập. 10. Tổ chức, con người và văn hóa vươn tầm thế giới. Sức nóng của chiến lược VNPT 4.0 đã và đang lan tỏa đến các tổng công ty, các đơn vị thành viên VNPT trên toàn quốc, nơi chiến lược sẽ được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu BSC, KPI, bằng công việc cụ thể hàng ngày của mỗi người lao động. Để thực thi cái chiến lược của tập đoàn thì VNPT Media trong thời gian tới có một số cái hướng dịch chuyển như sau. Thì sản phẩm chúng ta tham gia một số ngành rất là mới. Cái ngành thứ nhất chúng ta tham gia là liên quan DFS, tức là các dịch vụ tài chính số, hướng đến xã hội không tiền mặt trong tương lai. Cái ngành thứ hai chúng ta sẽ tham gia là OTT. Cái thứ ba là liên quan đến M2M và IoT. Thì đây là cái lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thì với nền tảng truyền dẫn rất là mạnh mẽ của VNPT thì đây cũng là một mảng chúng ta sẽ tham gia rất là tích cực. Thời gian tới chúng ta cũng xây dựng là trung tâm truyền thông số Media Hub. Đây là một nền tảng, một hệ sinh thái giúp cho tất cả các bên tham gia có thể cung cấp nội dung đến cho khách hàng một cách nhanh nhất và tiện nhất. Để triển khai được cái chiến lược thành công này thì cái bước chuẩn bị quan trọng nhất là cái biến chiến lược này thành các cái hành động mà nó gắn liền với các cái hoạt động hàng ngày cũng như là mục tiêu của từng bộ phận, từng đơn vị. Hiện nay thì NET cũng được tập đoàn giao cho một trong ba cái chương trình hành động liên quan đến hiện đại hóa mạng lưới, cái hạ tầng thông minh để đáp ứng cho tương lai. Đấy thì nó liên quan đến cái chương trình chiến lược xây dựng cái khung trải nghiệm khách hàng nhìn từ góc độ mạng lưới. Với các nội dung về chương trình trải nghiệm khách hàng lần này, có rất nhiều việc mà các đơn vị của các trung tâm kinh doanh phải làm. Chất lượng, đội ngũ, cán bộ công nhân viên của chúng ta phải được nâng lên. Chúng ta phải chuẩn bị một cái cơ sở hạ tầng cực kỳ tốt, đó là cơ sở dữ liệu về các dịch vụ, về khách hàng. Chúng ta phải có sự liên thông, kết nối giữa các cái điểm tiếp xúc khách hàng với các cơ sở dữ liệu. Khi đó thì khách hàng sẽ được trải nghiệm một cách tốt nhất các cái ứng dụng, các cái dịch vụ của chúng ta. Trước đây anh em cán bộ kỹ thuật thì thuần túy là chỉ mang tính chất là đi xử lý các cái dịch vụ về cố định về internet, nhưng bây giờ khi anh em đi thì cũng phải biết là cài đặt phần cứng, cài đặt phần mềm, sử dụng các cái hệ thống TV thông minh, mạng xã hội, tất cả các ứng dụng các cái lĩnh vực mới nhất mà hiện tại đang vận hành, đang khai thác. Để đạt được mục tiêu trở thành nhà mạng đem lại nhiều trải nghiệm nhất cho khách hàng với chất lượng mạng, dịch vụ và phục vụ tốt nhất thì mỗi người VNPT ở từng vị trí công việc, từ kỹ thuật đến kinh doanh đều phải phục vụ khách hàng bằng cả con tim và khối óc để lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng, không ngừng ứng dụng các công cụ hiện đại để đảm bảo cung cấp cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Dù khối lượng công việc để thực hiện chiến lược VNPT 4.0 còn rất lớn, nhưng với tinh thần lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng, người VNPT sẽ có đủ quyết tâm, niềm tin để triển khai chiến lược, đưa VNPT đạt được mục tiêu trở thành một digital hub của châu Á vào năm 2030.